Hello, xin chào các bạn, lại là Phong nữa đây. Hôm nay Phong mới interview xong nè mọi người, thấy mặc đồ không? Tại vì Phong interview online nên Phong không cần mặc quần mọi người. À, thì đây là living room của Phong đây nè, đó, đưa ngón tay vô tay nè, đi vòng vòng cho mọi người nè. Đó, ngồi nữa, bắt đầu quay nè. Đó, mọi người thấy không? Rộng lắm mọi người, tại vì Phong ở mình. À, đây, mấy cái kệ nè, Phong để đây trang trí nhìn cho nó coi được được, đẹp đẹp tí. Đó, để tùm lum tức là hết, không biết gì luôn. Đây là cái puzzle mà ông Phong với bạn Phong mua làm con Yoda này nè, nó cái hình gì nè mọi người. Làm biết lâu chưa xong, chắc không biết chừng nào xong. Còn cái này Phong không biết Phong làm gì nè mọi người, nằm không biết làm gì luôn á, thiệt á, chắc tại Phong rảnh á. Rồi bây giờ tới cái phòng của Phong nha, phòng của Phong ít đồ lắm mọi người, chỉ có cái giường không à. Đó, trời, còn cái bộ ngủ nữa, làm quay phim cho mọi người xem. Còn đây là cái tủ đồ của Phong đó, không có gì hết, rộng lắm mọi người đó. Rồi Phong nằm cho mọi người xem đây nha, quá trời rộng luôn, ở đây một người ngủ còn được nữa đó. Đó, tại sao Phong không có để đồ trong cái tủ đó, tại vì đây mọi người cái cầu tắm của Phong nè. Đó, rồi xong mọi người đi ra ngoài mọi người sẽ thấy có một cái tủ Phong để đồ ở đây, tại vì Phong làm biếng á mọi người. Đi ra tắm cái tủ kế bên quá là tiện luôn á. Còn đây là cái phòng của thằng bạn Phong, nó đi Việt Nam rồi nên còn trống, Phong nằm cho mọi người xem đó. Còn bây giờ đi ra ngoài, đây là phòng tắm của Phong, nãy Phong nói cho mọi người rồi. Bên đây là phòng làm việc của Phong. Còn ở đây là living room với lại kitchen. Ok, bây giờ đây là cái phòng Phong làm việc nha. Thường thường Phong lên đây Phong chơi game. Hả? Nó làm gì chơi game, thường thường chơi game nhiều lắm á. À, nói chung gì Phong cũng apply job nữa mọi người. Đó, bây giờ ngồi xuống nè, bấm 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 bấm, không biết bấm gì luôn. Bấm cho mọi người coi. Trời, và đặt uống cà phê nữa nè. Đó, thì nói chung thì Phong cũng vẫn apply cho job mọi người, cũng có interview nhưng mà chưa chắc lắm. Đó, thế thôi. Còn đây là một cái khăn mà lúc đó Phong ra trường nè mọi người. Đó, để đó thôi, không gì làm gì hết. À, cái này là cái ly cà phê của Phong, nó có chú Phong làm cho Phong. Class of 2020. Còn bây giờ thì Phong mang dép vô, Phong đi chợ mua đồ về nấu cho mọi người xem nha. Ok, bây giờ mình đi thôi. Ui già, hello Aita. Bây giờ mình đi thôi mọi người ơi. À, Phong đang đi xuống xe nè, đeo khẩu trang rồi. Đó, cái nón Thái Lan nữa mọi người. Rồi mọi người ơi, Phong tới Costco rồi, cái chỗ mà nguy hiểm nhất đây nè. Vô đây một lần là tốn tiền dữ lắm mọi người, tại vì mua đồ bự 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 không à, nên mất tiền dữ lắm, nhưng không sao. Đó, rộng không mọi người, quá trời nhiều luôn nè, quá trời đồ luôn. Ok, bây giờ tới chỗ mấy nay Phong thèm cá salmon nên bây giờ Phong sẽ mua một dĩa cá salmon này, không biết lấy cái nào nữa, lấy đại đi, cũng cũng biết nữa. Ok, bây giờ Phong lấy cái này nha, bỏ vô xe rồi đi kiếm cái khác nè. Ok, bây giờ Phong qua cái khu Fresh Produce nè mọi người. Đó, vô đây mua rau cải nha. Trước tiên thì Phong sẽ lấy một bịch bell peppers này, nghe nói nó có nhiều vitamin lắm mọi người, nhiều hơn cam luôn á. Rồi tới asparagus nè, mua một bọc luôn. Rồi đi thôi, qua dairy nè mọi người, Phong sẽ mua trứng. Cái này là trồng trắng không à mọi người, không có trồng đỏ nha. Bỏ vô cái xe nè. Rồi. Rồi Phong sẽ mua sữa lactose free nè mọi người, tại vì Phong uống sữa bình thường nó không có bị ổn mọi người. Rồi qua đây, bây giờ Phong sẽ mua xà bông cho nó thơm thơm nè. Đặng về giặt đồ, Phong hết xà bông rồi. Ok, cái này Phong thấy nó không ổn ổn mọi người nè. Vietnamese phở, phở ăn liền mọi người. Trời ơi, Costco ơi, làm cái này người ta chửi chết đó nha. Oh my god. Ok, bây giờ qua đây Phong định mua protein đặng tập tạ cho nó bự bự lên uống này vô, nhưng mà nó không có sale, thôi lần sau đi nha. Ok, bây giờ mình đi tính tiền thôi mọi người ơi. Self checkout nha. Đi cho nó mau. Đó mọi người thấy không, Phong mua mấy món à mà nó gần 83 đô nè, khoảng chừng 1 triệu 6 Việt Nam quá hay gì đó Phong cũng không biết nữa. Ok, bây giờ mình đi ra ngoài nha. Cái chị này gạch ra này dễ thương không? Nó đặng check coi mình có mua, mình có trả tiền không á, đàng hoàng không á. Ok, bây giờ Phong chạy về nhà nha. Đi thôi. Đó, cái đường về nè mọi người. Có mấy cây đẹp đẹp, nhìn nó thú vị sao đâu á. Đó, quay cho mọi người xem. Ok, thế thôi. Rồi, bây giờ Phong về tới nhà rồi mọi người ơi.
bỏ đồ ra xong rồi nè, bây giờ Phong chắc đồ vô tủ lạnh nha. Rồi còn cái nào mà mình cần làm á thì Phong sẽ làm. Ok, trước tiên mở ra. Ây da, cái này cứng quá. Mở ra, cuối cùng cũng được mà thôi, từ từ. Rồi, xong. Ok, thế thôi, bây giờ Phong sẽ bỏ vô tủ lạnh nha. Một bình nè, bỏ vô. Đó, mọi người xem tủ lạnh Phong nè, không có gì nhiều nha. Tại Phong sống một mình à, nên đồ thì không có nhiều. Ý à, ai uống bia thì không biết nữa, chắc thằng nào quá. Ok, bây giờ mình sắc bell peppers nha. Trước tiên thì Phong lấy dao, Phong sắc từ bên trên xuống dưới, mà đừng cắt cái cùi nha mọi người. Xong đó Phong tách ra thôi, là cái cùi nó sẽ còn dính, đặng cho nó đừng rớt hột nhiều mọi người. Đó, Phong cắt nè, cắt cái miếng miếng lát lát vậy đó, lại cắt nữa nè, cắt quẹt ra. Đó. Rồi xong thì Phong sẽ bỏ phân nửa vô bọc rồi bỏ tủ lạnh để ngày mai ăn, tại nó nhiều quá Phong có một mình rồi mọi người. Còn cái loại Phong sẽ xào. Bây giờ tới cá này nha, cá salmon là ngon lắm, wow, rất là tươi luôn. Phong sẽ ăn cái đuôi trước nha mọi người, thường thường Phong ăn cái đuôi trước, từ từ mới lên tới cái đầu. Đó, xong. Bây giờ mình lấy cái này mình season nó nè, Everglades seasoning, Phong mua trên Amazon. Đó, gắt lên. Xong rồi Phong sẽ lật bèo qua, Phong gắt thêm tiếp. Xong thì Phong bỏ lên cái miếng bạc này mọi người. Đó, nhớ cái máy chiên độc quyền của Phong không? Phong bỏ vô đây, Phong sẽ chiên cho khoảng chừng 380 độ 20 phút ha. Rồi mọi người, Phong quên nấu cơm mọi người, nên bây giờ mình ăn khoai tây nha, khoai tây nướng. Rồi Phong sẽ sắc ra làm tư. Đó, xong. Tiếp theo thì ui trời ơi, cái mặt kìa, chà bá lửa vậy. Ôi, tiếp theo thì Phong sẽ lấy cái mâm này, Phong bỏ với bạc lên, rồi khoai tây Phong sẽ bỏ lên nó. Đấy, xong rồi thì Phong cho miếng muối nè, rắc lên miếng muối cho có gia vị nha. Xong rồi tiêu, rắc lên tiếp. Sau đó là olive oil, bỏ lên. Đó, rồi Phong bỏ vô máy nướng nè. Wow, dễ quá đi thôi. Ok, xong. Ui cha, cá của Phong kìa, quá là ngon luôn mọi người, vàng khè luôn nè, quá đã. Đó, bây giờ, bây giờ cái gì ta, sao mắc lỗ vậy ta. Ok, bây giờ Phong đang là mọi người ăn khoai tây rất là ngon mà giòn lắm mọi người. Cá nó cũng ngon nữa, cá tươi, nhưng mà nhìn thấy nó rất khô khan luôn mọi người, nhìn thấy không ngon nhưng thật sự rất là ngon. Đó, ăn hết luôn nè, cái này healthy nữa mọi người, nên Phong rất là thích. A few moments later. Xong, sạch banh luôn mọi người. Ok, bây giờ mình tráng miệng nha, mình sẽ ăn. Rồi Phong bắt đầu lọt trái này nè nha, lychee. Đó, lọt ra ăn nè. Wow, lọt mà mặt mày cũng căng thẳng quá ta. Đó, thử nha. Wow, nhìn ngon ta, mà thật sự ngon thiệt mọi người, rất là ngon luôn á, ngọt lắm á. Ok, và tới đây mình cũng xin tạm biệt mọi người nha. Chào tạm biệt mọi người, bye bye.